Số nào mà chưa tay gì rồi. Mọi người hôm nay có thấy Nấm Bi khác không? Hôm nay Nấm Bi lên trường và đang ngồi ở căng tin của trường Nấm Bi. Và trường Nấm Bi là có CopSmile. Nó thuộc hệ thống của CopMax đúng không? Nó thuộc hệ thống CopMax và đang ngồi ăn kem cùng với các bạn. Ở trường thì rất là nhiều bạn nam, vì ngành kinh doanh thì cũng khá là ít con gái, tương bằng á, tương à, cũng tương đối mà là bằng với lại nam sinh. Đúng rồi, kinh doanh quản trị kinh doanh cũng con gái lắm, tại là con gái tắm con trai không mà đàn ông nói xàm quá à. Lâu lâu mới lên trường thấy vui ghê á mọi người. Đó, gặp lại bạn bè nè. Đây, anh được tặng đây là anh bạn của Nấm Bi được tặng iPhone 7 Plus đây. Đó. Đây là bạn mình. Đấy, mình đang dụ các bạn nên làm YouTube. Hôm nay bây giờ cũng là buổi tối rồi, tại vì đi ngày thì đi làm, buổi tối thì mới lên thăm trường được một xíu, tại các bạn quanh trường đây không à, nhưng mà trường là xa. Trường thì ở quận 12 lận ấy. Thì hôm nay ngồi mua chè với lại một kem muối ăn để nhớ lại tuổi thơ một xíu. Thì Nấm Bi cũng đi học, Nấm Bi đăng ký học tối ở trường nên là buổi tối sẽ học ở trường đây này mọi người. Đây để kiếm cái đỡ ở đây. Bây giờ anh mới đi lấy đây cái gì, trời hơi tối đúng không mọi người? Có cái... anh ơi cho em mượn cái đèn đi, ở đây tối quá. Đây chị mượn đi. Ở đây tối lắm, nhìn gì trường à. Rồi, sáng hơn một xíu rồi. Ok. Đó. Mọi người đang tranh cãi về cái kem này, không biết là nên ăn đầu hay ăn đít. Nấm Bi tưởng là cắn à. Cắn vào cái đuôi này nè. Thì ăn như kem của ở Thái Lan ấy. Còn Việt Nam thì ăn như vậy. Không biết sao ăn luôn á. Bóp đi lên trước đã. Trời ơi. Bất tiện ghê á. Mày thấy bất tiện không? Mày ra kia đi. Toàn đứa bạn mất nét không? Kem này nghệ thuật. Người ta không cho like. Ăn chè. Ừ, ăn chè đi, ăn chè xem ngon mà. Ở trường Nấm Bi có một món rất là ngon luôn, đó là chè nếp. Món này là chè cúng mà. Thằng khốn nạn. Đây, đây là chè gọi là gì? Mày gọi là chè gì? Chè ngô. Chè bắp. Đi học là toàn gặp phải thứ âm binh vậy đó mọi người. Nè, ăn đi. Ở trong cốc mắc thì còn rất là nhiều đồ ăn, nhưng mà xíu nữa đi học nên là không ăn no được. Mình đã mua nước yến và mua chè để tí vào lớp ngồi ăn rồi. Hôm nay con Nấm Bi đi quay phim Nỏ Thần hả? No. Nỏ Thần là phim gì? Không biết luôn. Phim trường á ba. Trường là phim trường luôn hả? Trường đang sản xuất phim. Ừ. Nấm Bi không quan tâm. Trường mình là lên 3 sao rồi, năm nay lên 4 sao. Địa lý. Trường mình là đa bậc học, đa ngành nghề. Ừ. Trời ơi, nó nằm trong đoàn nên nó quảng cáo trường nên mọi người đừng có quan tâm nha. Mọi người chỉ cần quan tâm Nấm Bi học quản trị kinh doanh thôi. Nấm Bi học quản trị á mọi người. Nấm Bi học quản trị kinh doanh quốc tế nha mọi người. Hoài lắm. Đấy, tối đi học TOEIC nè, học rất môn. Xoài ghê. Rất môn hoài ghê. Ủa có sao đâu, có sao thì mình nói vậy đúng không mọi người? Oai oai thì oai. Rất môn thì nó rất môn hết chứ. Bây giờ nó rất môn. Rất môn nhưng bằng đúng là đi học khác với lại đi làm. Đi học trông mình trẻ hẳn ra, còn đi làm thì giả phụ luôn. Lúc nào cũng phải make up một xíu, mặc đầm, đi work, gặp khách hàng. Lúc nào thế, còn đi học thì sẽ đeo giày, mặc quần áo sơ mi, cổ tóc. Trời ơi, nhìn rất là nữ sinh. Sau này ra trường rồi không có cơ hội để quay lại nữa nên là tranh thủ bây giờ chắc có nhiều đứa giờ phút được ở trường mình phải tranh thủ ăn những món ngon, nói chuyện với bạn bè thật là nhiều hơn. Mấy đứa mà thi sau này có cái mà nhớ lại chứ, thật sự là đi nhận học mà không có bạn bè thì cũng rất là buồn luôn. Mấy đứa đang rung rất là buồn vì thời đại học của Nấm Bi cả lớp chơi thân với nhau rất nhiều, nhưng mà tự nhiên lúc bây giờ chuẩn bị ra trường rồi thì không có liên lạc gì, không có đi chơi nhiều cái gì hết, ai cũng bận rộn với lại công việc của mình hết. Và đằng sau đây là logo của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đây US Star.